Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thị xã Ba Đồn khai thác quỹ đất để phát triển đô thị. Chuyên mục Những bông hoa đời thường có phóng sự Lương y phải như từ mẫu. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề dựng lên làm cuộc cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Cách mạng tháng 8 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng nước ta, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước thuộc địa. Cách mạng tháng 8 đã nâng cao vị thế của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở cả nước thuộc địa. Năm tháng có thể lùi xa vào chiều sâu lịch sử, nhưng những bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng 8 đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, ngày 11 tháng 8, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tiếp đoàn có đồng chí Khăm Phiêm Bù La Pha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào Việt Nam tỉnh Sê Công cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Phiêm Bù La Pha đã giới thiệu với đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sê Công thời gian qua, bày tỏ niềm hân hạnh được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình sang thăm và làm việc. Đồng chí Khăm Phiêm Bù La Pha tin tưởng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường, phối hợp chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động, thường xuyên trao đổi đoàn, đồng thời mong muốn tỉnh Quảng Bình sẽ tạo một điều kiện thuận lợi, là cầu nối để các doanh nghiệp Quảng Bình đến Sê Công khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã thông báo với lãnh đạo tỉnh Sê Công về kết quả chuyến thăm làm việc và ký kết biên bản hợp tác với tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời thông tin thêm về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cảm ơn sự đón tiếp thân mật, thắm tình hữu nghị, tình đồng chí của lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Sê Công đối với đoàn đại biểu cấp cao Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Bình. Đồng thời mong muốn thời gian tới, tình hữu nghị của hai nước Lào Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Bình Sê Công nói riêng sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 8, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho Hội người Việt Nam tại tỉnh Atapu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các gia đình người Việt Nam bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ với các hộ gia đình người Việt Nam bị ảnh hưởng sau sự cố vỡ đập thủy điện, mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn để ổn định đời sống. Đồng chí Trần Công Thuật cũng mong muốn trong thời gian tới, bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Atapu cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế cũng như trong cuộc sống, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, trở thành cầu nối vững chắc trong quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, hai dân tộc và đảng bộ chính quyền nhân dân hai tỉnh Quảng Bình, Atapu. Dịp này, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà cho Hội người Việt Nam tại Atapu và 4 gia đình bị thiệt hại nặng do sự cố vỡ đập thủy điện. Vừa qua, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2018. Tham gia hội thi có 147 thí sinh đến từ các xã, thị trấn và cơ quan Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Các đội trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và xử lý tình huống. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội đã thể hiện sự hiểu biết về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh liên quan đến công tác dân vận, từ đó nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giao tiếp với nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích cao. Đội thi xã Đồng Hóa đại diện cho huyện Tuyên Hóa tham gia hội thi dân vận khéo cấp tỉnh sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, bạo hành gia đình lâu nay trở thành nỗi bức xúc xã hội sâu sắc. Trong đó có đến 70% nạn nhân của bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em gái. Để ngăn chặn bạo lực gia đình thì điều quan trọng phải thay đổi tư duy của cộng đồng về giới, về quy định của pháp luật về bạo lực gia đình. Sau khi sinh, tôi sinh cháu đại gia được 7 ngày là chồng bắt đầu về đập đánh là trong nhà là tôi cũng biết mình rằng là từ 7 ngày đến mấy ngày là tôi đã ăn cơm với muối trắng và sau khi 22 ngày là cứ đập đánh nhiều quá là chịu không nổi là xua đuổi ra khỏi nhà là anh nói là ngôi nhà đó anh mượn về là anh có quyền đuổi là nếu mà không ra khỏi nhà thì anh giết trong nhà là bắt buộc là tôi chịu không nổi là phải dẫn các cháu đi lang thang dọc đường dọc chợ để kiếm sống qua ngày. Ngoài những vết thương trên thể xác, người phụ nữ này có quả nhiều nỗi sợ vô hình mà người ngoài cuộc không thể nhìn thấy. Những vết thương tinh thần cứ in hằn lên trên cuộc sống thường ngày của chị. Theo thống kê từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, trong 3 năm trở lại đây, từ năm 2015 đến năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 534 vụ bạo lực gia đình. Tuy nhiên, chắc hẳn đây không phải là con số đầy đủ, bởi không phải lúc nào người trong cuộc cũng dám đứng lên chia sẻ và bảo vệ quyền lợi cho mình. Nguyên nhân một phần là do mặc cảm, do lo sợ định kiến xã hội. Bạo lực gia đình hiện nay đấy là một vấn đề nan giải và nhận được rất nhiều sự quan tâm của xã hội. Như là vợ đánh đập chồng, là trong nhà thì cha mẹ có thể đánh đập con hoặc là ngược lại. Thì đấy là một trong những vấn đề mà xã hội cần phải lên án và cần phải là tuyên truyền để xóa bỏ được những cái tệ nạn này. Bạo lực gia đình xuất phát từ việc đối xử lệch lạc giới tính, từ việc người chồng nghiện ngập rượu chè, ma túy, thói gia trưởng. Đôi khi mâu thuẫn lại xuất phát từ những điều tưởng chừng như rất vụn vặt hoặc sự ghen tuông, nghi ngờ. Nạn nhân của bạo lực gia đình không chỉ là phụ nữ mà còn có cả trẻ em. Để xóa bỏ dần tình trạng bất bình đẳng giới, đặc biệt là vấn nạn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, cả cấp hội phụ nữ huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng gia đình văn hóa dựa nhiều hình thức như tọa đàm, tổ chức các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, lồng ghép tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình với các hoạt động xã hội từ thiện. Mục đích là làm thay đổi những quan niệm lạc hậu về giới, để cao vai trò, giá trị của người phụ nữ trong xã hội. Tuyên truyền cái luật phòng chống bạo lực gia đình về hình thức sân khấu hóa là cả cái tiểu phẩm nói về là phòng chống bạo lực gia đình, rồi cả cái tệ nạn xã hội và là những cái vấn đề nhức nhối trong xã hội gây nên là bạo lực gia đình, để cho mỗi một cán bộ hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc về vấn đề bạo lực gia đình, để giữ ấm ngọn lửa trong gia đình. Hội phụ nữ trong đợt này thì tập trung chủ yếu là tuyên truyền cái vấn đề về bạo lực gia đình, nâng cao được cái nhận thức cho chị em, để từ đó chị em là mỗi bản thân của chị em để không còn là nạn nhân của bạo lực gia đình nữa, và làm tròn cái thiên chức của mình là người mẹ, người vợ và giữ ngọn lửa cho gia đình để xây dựng một cái gia đình được ấm no và hạnh phúc. Bạo lực gia đình không chỉ ảnh hưởng xấu tới nạn nhân và con cái của họ mà còn tạo ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Để công tác phòng chống bạo lực gia đình có hiệu quả, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho người dân, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, đặc biệt là các cấp hội phụ nữ, nhằm hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân khi có bạo lực gia đình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Thị xã Ba Đồn khai thác quỹ đất để phát triển đô thị. Chuyên mục Những bông hoa đời thường có phóng sự Lương y phải như từ mẫu. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững,
Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình, trong đó phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về công tác dồn điền đổi thừa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vừa qua lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã đi kiểm tra một số mô hình phát triển sản xuất do Trạm khuyến nông huyện Quảng Trạch triển khai. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức triển khai các mô hình phát triển sản xuất nhằm giúp các địa phương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Trạm khuyến nông huyện Quảng Trạch đã triển khai được khoảng 20 mô hình trình diễn, khảo nghiệm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã đến kiểm tra mô hình trồng sả dược liệu, nuôi chim tí tại xã Quảng Tùng, mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Quảng Liên, mô hình tổ hợp tác chăn nuôi vịt trời Hợp Phú, xã Quảng Hợp. Tại các nơi đến kiểm tra, lãnh đạo huyện Quảng Trạch đã thăm hỏi, động viên các chủ trang trại khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Huyện sẽ có các chính sách khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất để các mô hình tiếp tục phát triển. Phát triển quỹ đất để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà thị xã Ba Đồn tích cực triển khai trong thời gian qua. Dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn được xây dựng giai đoạn 1 với diện tích 9,71 ha. Đây là một trong những dự án phát triển quỹ đất được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Ba Đồn làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ đầu năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Đến nay, dự án đang triển khai thi công các hạng mục gồm săn lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt. Riêng kè chống sạt lở bờ sông đã hoàn thiện. Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo quỹ đất khu dân cư phía nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, phục vụ cho việc phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, khai thác quỹ đất để phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, góp phần tạo vẻ đẹp cho mỹ quan đô thị và thu hút các nhà đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo hiệp định tài trợ đã ký kết trên cơ sở cân đối khối lượng công việc để không xảy ra tình trạng vượt cũng như nợ đóng vốn. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo dự án SRDP tỉnh Quảng Bình. Đến nay, lũy kế giá trị thực hiện dự án SRDP là trên 372 tỷ đồng, đạt 77,98% so với tổng vốn đã phê duyệt. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện dự án vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Việc nghiệm thu, thanh lý các tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, việc quyết toán công trình hạ tầng còn chậm. Để đảm bảo đạt được các mục tiêu dự án trong những tháng cuối năm 2018, Ban Quản lý Dự án SRDP tích cực đôn đốc các huyện, các xã trong vùng dự án đẩy nhanh việc hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng, các hoạt động dự án trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo đó, đóng dần tài khoản dự án SRDP tại các xã vùng mục tiêu đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2019. Vừa qua, Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức các lớp đào tạo nghề kỹ thuật làm nón cho lao động nông thôn tại xã Phú Hòa, huyện Quảng Trạch. Tham gia khóa học gồm có 89 học viên. Trong thời gian hơn một tháng, các học viên sẽ được giáo viên của Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các thợ lành nghề tại phường Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn truyền đạt kỹ thuật làm nón cơ bản, đảm bảo thực hiện thành thạo hai loại nón lá rừng và nón lá dừa đang phổ biến trên thị trường hiện nay. Cùng với đó là các kỹ thuật trang trí nón và bảo quản thành phẩm, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Bên cạnh việc truyền đạt các kỹ thuật làm nón, Trung tâm Dạy nghề Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã làm việc với cơ sở kinh doanh nón lá Nguyễn Thị Tuyết, phường Quảng Thuần, thị xã Ba Đồn để trực tiếp bao tiêu sản phẩm cho học viên đi vào sản xuất sau học nghề. Hôm qua, ngày 11 tháng 8, khối thi đua các ngành tổng hợp đã tổ chức giải bóng đá nam sân mini năm 2018. Đây là lần thứ hai khối thi đua các ngành tổng hợp tổ chức giải bóng đá nam sân mini nhằm mục đích thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Đây là sân chơi bổ ích để các đơn vị trong khối gặp gỡ, giao lưu, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tham gia giải có gần 100 vận động viên của 7 đội bóng đến từ 9 cơ quan, đơn vị thuộc khối. Sau một ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần thể thao cao thượng, các đội bóng đã thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Sở Kế hoạch Đầu tư, giải nhì cho Sở Khoa học Công nghệ. Hai đơn vị đồng giải ba là Sở Nội vụ và Liên quân Cục Thống kê Sở Ngoại vụ. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hàng căn dặn, lương y phải như từ mẫu, phải yêu thương chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Khắc ghi lời dạy đó của người, những năm qua đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh luôn mang hết tài năng và tâm huyết để tận tình cứu chữa cho bệnh nhân, xem nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của chính bản thân mình. Với tâm niệm, nghề y là nghề cao quý nhưng cũng lắm gian nan, vất vả. Đòi hỏi người hành nghề phải thật sự yêu nghề và có cái tâm trong sáng. Đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn tự nhủ bản thân phải thực sự chuẩn mực, gương mẫu, sống giản dị, gần gũi, nói phải đi đôi với làm. Có như vậy thì mới hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tôi thấy các bác sĩ ở đây phục vụ rất tận tình, chú đáo. Con tôi tiêm vaccine dịch vụ não mô cầu mũi 2, tức là tôi đến đây lần này là lần thứ 2. Thì trước khi tiêm các bác sĩ khám sàng lọc rồi tư vấn, tiêm xong thì phải đợi 30 phút xem cháu có phản ứng gì là mới được về. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh có 125 cán bộ nhân viên, trong đó có 28 bác sĩ đa khoa. Để xây dựng đội ngũ y bác sĩ có đức, có tài, Trung tâm đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử trong ngành y tế gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi một y bác sĩ đã học tập và làm theo Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể theo phương châm cần, kiềm, liêm, chính, chỉ công, vô tư và thực hiện tốt 12 điều y đức, 10 điều dược đức. Mỗi cán bộ Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ chuyên môn và trau dồi đạo đức nghề nghiệp, chủ động trong công tác để xây dựng kế hoạch và thực hiện triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện, tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực cho những mảnh đời kém may mắn, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới thì trung tâm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và tổ chức thực hiện những cái chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tinh thần chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị phù hợp với hoạt động của đơn vị, đồng thời là lồng vào cả cái cuộc vận động là kỷ cương tinh thần trách nhiệm, thầy thuốc như mẹ hiền. Những cái vấn đề này khơi dậy trong mỗi ý thức của mỗi cán bộ đảng viên về cái tinh thần thái độ phục vụ người bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Tháng 6 năm 2017, chi bộ Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh vinh dự được nhận bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là động lực để ban lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ của trung tâm không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, y đức người thầy thuốc để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 12 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vĩ Bắc, 112,1 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7 tức là 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Đến 13 giờ ngày 13 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tức là 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới. Vùng gió mạnh cấp 6 trở lên, phía Bắc vị tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tức là 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3. Cảnh báo mưa lớn trong ngày 14-15 tháng 8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 15 tháng 8 đến 27 tháng 8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa 250 đến 350 mm một đợt. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm nay 12 tháng 8 và ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh sóng lớn cấp 1. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 12 ngày 13 tháng 8. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm 57 đến 88%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 58 đến 89%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 61 đến 86%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm 57 đến 88%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 58 đến 86%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 59 đến 80%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 60 đến 82%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm 58 đến 80%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,75 đến 1,75 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 8 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 85%. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.